tính má ổn không? Má bạn hồi nãy uống tay kiểu okay. Như vậy là ok ha. Nửa đường này lấy là láng gì cũng
Phúc còn đi xếp hàng cho chị gái nữa không? Hay đi học và nghỉ ship luôn? Nghỉ luôn hả? Bây giờ tiền học ai tài trợ? Ba mẹ. Ba mẹ tài trợ hả? Ủa ba mẹ em trên đây làm gì Phúc? Đây ở dưới quê ba em coi công trình đâu làm đó. Ừ. Dạng cai đúng không? Ừ. Xíu thì chị nương nhờ. Còn mấy cục này nữa thôi. Mấy cục này xong nữa là nương. Mấy con rau hơn mấy chỗ kia nữa. Mình cứ nghĩ là tới lúc da mình đẹp rồi, mình tưởng tượng đau là nó sẽ đau. Tưởng tượng cái da đẹp đi. Rồi hết cục xong rồi đó. Khỏe đó. Nặng càng ngày càng đau. Nó nhiều vô một chỗ. Rồi. Đau hơn mấy lần trước. Ừ. Có tê mà sao đây? Tưởng tượng. Đau hơn nhiều. Rồi để xem chị lấy cho kỹ nha. Ra đây là thoải mái rồi. Ủ tê cũng lâu rồi đó Phúc. Yeah. Ủ tê cũng lâu rồi, bữa trước em lấy đâu có đau đâu người ta. Mình thả lỏng rồi mình sẽ dễ chịu.
Em đi về đường quốc lộ hay sao mà sợ công an Phúc? Em đâu dành đường đâu, biết con đường mà. Quốc lộ là em đi ngã tư ga hả? Hay sao? Mày thường ngã tư ga.